Đây là chị Lò Thị Đôi, một nông dân người Thái ở bản Nà Cà, thuộc xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Một mình chị làm nông nuôi ba con ăn học, tất cả chỉ trông vào nguồn thu duy nhất từ một nương chè rộng hơn 1.000m2, cách nhà khoảng 2 cây số. Trước năm 1997, đồi chè xanh mướt này từng làm một nương ngô, một thời là nguồn nuôi sống gia đình chị. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan và thất thường, lúc khô hạn, khi mưa bão đã khiến ruộng ngô của gia đình chị Đôi cho năng suất kém dần. Mọi nỗ lực cải tạo, chăm bón đều chẳng ăn thua khi trời không chiều lòng người. Một ngày, chị Đôi quyết định chuyển sang trồng chè với hy vọng loại cây này sẽ có sức chống chịu tốt hơn với thời tiết và có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Câu chuyện của chị Đôi phần nào cũng giống như những gì mà gia đình chị Nông, chị Ninh đã trải qua. Ở bản Nà Cà của họ, hầu hết các hộ đều lấy nông nghiệp làm kế mưu sinh. Ngô và lúa đã từng là hai loại cây trồng chủ đạo tại địa phương, nhưng trước thách thức của biến đổi khí hậu, họ dần chuyển đổi sang canh tác chè vì những hứa hẹn cho một sinh kế tốt hơn, đỡ bấp bênh hơn. Thấy người ta hái chè được nhiều quá, mình rất thích. Trồng ngô thì nó cũng như chè, thì nó năng suất hơn. Mà trồng ngô nó vất vả. Tùy theo năm ấy, có năm thì có mưa thì mình được, còn năm nào không có mưa thì kiểu nó không được, nó héo ấy. Có năm thì có được thu đâu. Đất ở đây không có nước phải tưới, chè thì nó chịu được lượng hơn nhiều, kiểu nắng thì nó chịu được, mưa nhiều nó không chịu được đấy, khô thì mưa nhiều nó không chết, nắng nhiều nó không chết, táo thì nó đổ hết. Và mưa gió đợt vừa rồi là ảnh hưởng đến cây lúa, cây ngô, như cây lúa là nó đang trổ bông là vậy, để sau này nó là lép ép, ví dụ là một 1.000 mét như mọi năm mà thu thì nó được 20 bao, 15 bao chẳng hạn, thì năm nay thì được có 7-8 bao thôi mà nó còn lép nữa cơ. Chè thì cũng chưa ảnh hưởng gì lắm đâu. Chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực được tỉnh Lai Châu dồn tâm huyết trong những năm gần đây nhằm mục đích nâng cao thương hiệu chè của tỉnh, tiến tới xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Lai Châu đã ban hành đề án phát triển chè để thúc đẩy quá trình hợp tác và liên kết giữa nông hộ trồng chè với doanh nghiệp địa phương. Bình Lư là một trong những huyện trọng điểm thích hợp cho phát triển cây chè của tỉnh. Tuy nhiên, cũng theo những người nông dân ở đây, mặc dù chè dễ chăm sóc và cho năng suất cao hơn, song họ vẫn phải đầu tư nhiều cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cây chè sinh trưởng và phát triển. Thì nói chung là bà con nông dân vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan. Bởi vì hiện nay thì khí hậu ngày một biến đổi và các loại sâu bệnh ấy, thì nó kháng thuốc. Thế do vậy mà bà con lại phải phun liều lượng nó càng ngày càng tăng lên để mà phòng trừ được các cái loại sâu bệnh. Thế tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường thế giới, ví dụ như là một số các nước khó tính ấy, thì gần như là người ta không nhập khẩu của chè của mình, bởi vì lẽ là bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều rồi. Thế cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong cây chè nó cũng còn đang tồn dư. Và đặc biệt là bà con nông dân thì lại sử dụng cái thuốc trừ cỏ phun cho cây chè. Thế do vậy mà để hạn chế cái việc mà làm cỏ ấy, thì chính vì cái thuốc trừ cỏ đấy nó lại còn tồn dư cái thuốc bảo vệ thực vật ở trên đất nữa. Nên là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng của cây chè. Trên thực tế, những hộ nông dân trồng chè ở Nà Cà, không ít người nhận thức được việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ra nhiều tác hại thế nào. Thế nhưng vì mong đạt được sản lượng cao trong thời gian ngắn và bỏ ra ít công sức hơn, họ lại tắc lưỡi bỏ qua những hướng dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Phun thuốc trừ sâu, phun thuốc cỏ nhiều thì thấy người mỏi hết, đau đầu, chóng mặt, mỏi hết người, không mấy ngày mới khỏi, mệt lâu hết người, xong mệt mỏi, ù tai, cả nhức đầu, bị ô nhiễm, bẩn nên mình không dùng được. Trước em bảo đi nhặt đi vứt hết, xong ở đây phun thì cứ vứt linh tinh ấy, vứt ở tận ngoài nương chỗ phun luôn. Bà con thì cũng không nắm bắt được rõ cái thời điểm phun, hoặc là cái thời điểm nào cần phun, hoặc thời điểm phun ngừng bao nhiêu thời gian thì thu hoạch. Bà con hay lạm dụng thì cứ thấy là chè xấu cũng phun, hoặc là không bị sâu bệnh cũng phun. Để phun thì không tìm hiểu rõ là mình cần phải mua những cái gì, thì nhiều khi thì đi ra không bán thuốc trừ sâu ấy, thì người ta bán cho rất là nhiều loại, nhưng về phun chưa chắc đã đúng được cái thuốc mình cần phải phun phòng. Thế còn về phun thuốc cỏ thì bà con muốn là giảm được cái công lao động thì có cỏ là bà con phun thôi. Nhiều người cũng đã được qua nhiều đợt tuyên truyền rồi, nhưng mà đến bây giờ thì ta cũng vẫn sử dụng cũng nặng hơn. Việc áp dụng các phương thức canh tác nông nghiệp sạch trên quy mô toàn tỉnh có ý nghĩa cấp thiết, không chỉ để nâng cao đời sống người dân, cải thiện môi trường sống, mà còn như một giải pháp quan trọng để ứng phó với biến đổi khí hậu.
nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả cộng đồng vào các mô hình nông nghiệp sạch thay vì chỉ một vài hộ đơn lẻ. Dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam, gọi tắt là VOF, do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch SISU tài trợ, thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á ADDA, đã xây dựng mô hình làng nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu qua việc thành lập các nhóm nông dân thích ứng cấp thôn bản. Từ năm 2019, trong khuôn khổ dự án VOF, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tiến hành điều tra, định hướng những cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương, hướng dẫn nông dân các cách canh tác sạch. Một trong những phương thức sản xuất sạch được áp dụng là mô hình ủ phân từ các phế phẩm nông nghiệp như rơm, dạ, lõi ngô đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bà con nông dân. Phân này cho bón cho lúa này, cho chè này, rồi cho rong diều tốt lắm. Vâng, cho cây trồng cũng tốt. Cái này thì nếu mà mình ủ tốt, mình làm tốt được thì nó ít hơn sau này, rồi bệnh cũng ít. Mà cái ủ phân này là nó là rất ấy, cái rất hợp với nông dân. Trước nông dân thì mỗi hộ thì nuôi 1-2 con trâu, đấy cả một năm thì có khi được hàng mấy chục bao phân cơ. Đấy, thế bây giờ là không có trâu nữa thì bây giờ có cái chương trình ủ phân này là bà con là rất thích. Đấy, bây giờ biết được cái kỹ thuật thì là sau này là sẽ áp dụng làm cái ủ phân này cho cây trồng. Nếu cứ sử dụng cái phân nhà nước nhiều thì nó là cũng tốt cho đất tấm đấy. Đi làm ruộng các thứ là có phân chuồng phân ủ thế này cho vào là nó tươi, nó xốp đất thì làm nó tốt hơn, nó dễ làm. Đã cho vào đây cho phân ủ này là không phải cho lạm nữa đâu, nếu mà cho xuống ruộng. Tại Nà Cà, 10 thành viên của nhóm nông dân thích ứng là những người dân địa phương đóng vai trò tiên phong, trực tiếp tham gia các buổi tập huấn và thực hành xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững tại bản qua từng giai đoạn như đánh giá cây trồng vật nuôi tiềm năng tại địa phương, vẽ mô hình và mối liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các mô hình, cũng như lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai mô hình. Sau đó, chính những người nông dân nòng cốt này sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm canh tác sạch, bền vững cho toàn cộng đồng, cùng với các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan để nâng cao năng lực. Nhóm nông dân thích ứng cũng được thúc đẩy tham gia việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại thôn bản. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho người dân ở Nà Cà nâng cao nguồn thu từ quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu kết nối những người nông dân trồng chè tại Nà Cà với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường. Qua đó, phía công ty cam kết đầu tư chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật, thu hái và bao tiêu sản phẩm cho 100% các hộ trồng chè tại đây. Đổi lại, để sản phẩm chè có thể vào được những thị trường khó tính như châu Âu, Đài Loan, quá trình canh tác của nông dân phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chè phải sạch, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đó quả thực là một thách thức không nhỏ khi các thị trường này từng có định kiến xấu với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở sản phẩm chè của Việt Nam. Ra với những cái tập quán canh tác đấy thì người nông dân là thiệt nhất. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là khi mà nó sử dụng thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu không có kiểm soát thì cái hại trực tiếp là hại đến sức khỏe người trực tiếp lao động, rất là hại. Cái thứ hai nữa là hại đến sức khỏe cộng đồng khi mà phun thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ cỏ không kiểm soát được, không những ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình này, mà còn ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, tức là cộng đồng của mình, và ảnh hưởng đến cân bằng của hệ sinh thái trong những đường chè. Cái tiếp theo là cái gia súc gia cầm, là ví dụ như là trâu bò phun thuốc trừ cỏ và trâu bò ăn thì trâu bò mạnh, đấy là rất là có hại chứ không có lợi. Còn nếu mà có lợi thì chỉ một phần nào đó, ví dụ như là anh bán hàng thì anh không phải theo cái gì, anh tự do, nhưng giá trị của sản phẩm của mỗi cân chè là hầu như không có. Thế có nghĩa là nếu mà cứ theo cái tập quán này khoảng răng năm nữa thì chè Lai Châu lại có vấn đề, có vẻ rất là khó xuất khẩu khi bà con không giữ được cái đất sạch, cái sản phẩm sạch. Theo Tổ chức Ngân hàng Thế giới nhận định về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, hiện nay chỉ một số ít người bán thuốc trừ sâu hiểu đúng về thuốc trừ sâu. Nhưng chớ trêu thay, đại lý thuốc lại thường là bác sĩ đầu tiên mà người nông dân tìm đến khi cây trồng của họ có vấn đề. Việc bón thuốc tùy ý, thậm chí là lạm dụng các thuốc diệt cỏ đã bị cấm như glyphosate, paraquat sẽ dẫn tới kết cục gây ngộ độc và thoái hóa đất, đồng thời kéo theo tình trạng nhiễm thuốc, kháng thuốc trên các loài sâu, bệnh dịch. Thay vì diệt được sâu hại, người nông dân có thể diệt luôn cả thiên địch và cây trồng, rồi lại phải tốn thêm nhiều tiền để phun nhiều thuốc hơn, sử dụng thuốc có độc tính cao hơn, với hy vọng sẽ bảo vệ được cây và duy trì sản lượng. Thế nhưng, đất đai sẽ ngày càng bạc màu,
và dịch bệnh sẽ nghiêm trọng hơn như một lẽ tất yếu. Rõ ràng, việc canh tác nông nghiệp sạch không còn là một lựa chọn mà đã trở thành giải pháp duy nhất cho người nông dân trong bối cảnh hiện tại. Nông nghiệp sạch thì có liên quan trực tiếp đến việc thích ứng với cả biến đổi khí hậu ở tại địa phương, bởi vì là nông nghiệp sạch hướng đến được tạo ra những cái sản phẩm nông sản có hàm lượng hóa chất ở mức thấp nhất và an toàn cho người sử dụng. Để làm được việc này thì người nông dân họ sẽ phải áp dụng những cái biện pháp sử dụng phân bón thuốc trừ sâu ở cái hàm lượng thấp nhất, sử dụng nó đúng cách, đúng lúc để đảm bảo là cái sản phẩm tạo thành không có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là có những cái hóa chất độc hại cho người tiêu dùng. Nhờ đó mà người nông dân sẽ góp phần là bảo vệ chất đất, bảo vệ tính chất tự nhiên của cây trồng. Nhờ đó thì nó tăng được cái sự thích ứng của nông nghiệp trước những thay đổi của thời tiết, khí hậu. Ngoài ra thì cái việc mà sử dụng hạn chế hóa chất góp phần đáng kể vào việc là giảm các phát thải, những cái khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp. Đấy là những cái tác nhân mà nó gây biến đổi khí hậu trên toàn cầu. 2020 là năm đầu tiên những người dân tại bản Nà Cà không phun thuốc trừ cỏ cho cây chè mà làm cỏ bằng tay theo cam kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Cũng là năm đầu tiên họ tuân thủ phun thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại, đúng liều lượng do doanh nghiệp cung cấp theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của doanh nghiệp. Khi có cái dự án này về để bán cho công ty Tam Đường thì sướng, rồi không bán cho người rong thì không phải đi tìm người đi mua chè nữa. Đấy để mình sướng, thế thành mình cứ theo cái công ty chè thì sẽ có ngày nó cũng lên giá cho mình. Trước thì cứ chuyển nhau xong rồi bón, xong rồi phun linh tinh, sau này có công ty vào tư vấn thì em học theo đấy xong rồi làm theo đấy. Năm nay phun theo công ty thì không phải phun nhiều. Trước phun thì cứ phun lại, phun hái xong lại phun, xong lại bị bệnh xong lại phun tiếp. Cứ phun tràn lan. Mình phun nhiều quá thì cây bị chết, đổ lá, bị bệnh. Xong trước chè nhà em chết hết một loạt đấy, xong lấy thuốc ở chỗ công ty về phun xong nó mới khỏi đấy. Xong rồi đợt này nó mới lên tốt thế này ấy. Hành trình hướng tới nông nghiệp sạch chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng đổi lại, những trái ngọt chắc chắn sẽ chờ đón người nông dân. Tuy nhiên, trên hành trình đó, không chỉ có người dân và doanh nghiệp, sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương cũng rất quan trọng để hỗ trợ, nhân rộng những mô hình và thực hành canh tác tốt trên toàn tỉnh. Đối với xã Lư thì để cho người dân chuyển sang sử dụng các cái hoạt động sản xuất mà hướng đến cái gọi là chất lượng sạch hơn thì cũng đã có nhiều giải pháp. Thứ nhất là cũng thực hiện cái công tác tuyên truyền vận động người dân, và thứ hai nữa thì cũng được cái trung tâm con người và thiên nhiên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cũng có chương trình cái dự án để đưa về địa phương để tổ chức thực hiện một mô hình tại bản Nà Cà, và các năm trước thì cũng đã có sự hỗ trợ này để người dân ý thức được cái việc mình không sử dụng các cái chất hóa học thì thấy sản phẩm nông nghiệp mà mình sản xuất ra thì nó sẽ đảm bảo sạch hơn, và đặc biệt là trong cái quá trình tiêu thụ cũng có cái thuận lợi hơn. Chỉ đạo của tỉnh thì tôi cũng đã tuyên truyền với các hộ dân rồi thông qua cái sinh hoạt chi hội gắn với sinh hoạt thôn bản, hướng dẫn cho bà con là khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì phải thu gom đúng nơi quy định, sau đó là trách nhiệm cơ quan chức năng của huyện sẽ thu gom cái đấy lại để vật phân hủy theo quy trình. Hàng năm thì chúng tôi nhận các lớp dạy nghề của Sở Lao động và ký với các huyện, thì trong đó cũng lồng ghép các nội dung này. Hai năm nay chúng tôi xin kinh phí của tỉnh cả mỗi năm 20 lớp chuyển giao. Gắn với cái việc đó thì các lớp tập huấn thì đều yêu cầu là tuyên truyền cho bà con vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề là chuyển sang chăn nuôi cũng như làm nông nghiệp hữu cơ dần theo các tiêu chuẩn. Với Nà Cà, cây chè được cho là phù hợp với điều kiện của địa phương và cho hiệu quả tốt. Song bản thân việc trồng chè không phải là giải pháp, vì nếu cứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, hoạt động canh tác nông nghiệp sẽ mãi rơi vào một vòng luẩn quẩn không bền vững. Hướng đi bền vững có thể đảm bảo được cả sinh kế lẫn sức khỏe và giữ gìn môi trường sống cho người dân chỉ có thể là hướng làm nông nghiệp sạch. Mà nông nghiệp có sạch được hay không thì vừa phụ thuộc phần lớn vào quyết tâm của người nông dân, những người gieo trồng tại chính mảnh đất này, vừa cần sự chung tay của các cấp chính quyền địa phương để nông nghiệp sạch có thể trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.